Anh ăn về một người mới thì làm sao kiếm ra tiền với công việc này? Ok, câu hỏi rất là hay, cảm ơn Katrina. Anh nghĩ đây là cái câu hỏi mà và câu trả lời nhiều khi gây nhiều mâu thuẫn là người ta không có hiểu. Và thường thường cái gì người ta không hiểu, người ta sợ, người ta đánh giá sai lầm. Thực sự trong công việc này và đặc biệt đối với Nu Skin đó, nó có hai cách để kiếm tiền. Thứ nhất đó, là mình giới thiệu mặt hàng của công ty Nu Skin, công ty có trên 200 sản phẩm và mình có thể giới thiệu cái mặt hàng này cho những người nào có nhu cầu và ai muốn mua hàng đó thì họ mình sẽ mở cho họ một cái account free. Họ sẽ order online và công ty sẽ gửi hàng về cho họ, đúng không? Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai để mình kiếm nhiều tiền đó, là mình đi tìm những người như mình, tức là những người muốn tiếp tục giới thiệu cho người khác. Và bây giờ công ty người ta đầu tư trên mấy tỷ những kim để người ta chế những mặt hàng này, và mặt hàng nó được bảo đảm chất lượng, sẽ không có kết quả công ty hoàn tiền. Thế nên là mình không có lo cái chuyện đó. Còn cái cách mình kiếm tiền đó là bây giờ có ba cái cách để mà một công ty phân phối sản phẩm. Dĩ nhiên là khi mà công ty người ta làm sản phẩm, người ta phải phân phối, người ta phải bán thôi. Vậy thì có ba cách bán, ba cách nào? Cái thứ nhất đó, là bán qua những cái cửa hàng, ví dụ như là Walmart, Walgreens, CVS, Macy's vân vân đó. Những công ty này họ đâu có bán hàng đâu, họ đâu có sản xuất hàng đâu, họ chỉ có phân phối thôi. Nhưng mà rõ ràng là họ phải mướn mặt bằng này, họ phải mướn nhân viên, họ phải quảng cáo. Đó là những cái khoản chi phí nó chạy đến đâu, nó phải chạy vào sản phẩm, đúng không? Thì khi người tiêu dùng mua, họ phải trả những số tiền đó. Thì đó là cái cách mà nhiều người người ta thông dụng. Còn bây giờ cái cách thứ hai là dĩ nhiên là họ có thể mua online cũng được nữa, đúng. Amazon, eBay cũng vậy, nó không phải là cái nơi mà sản xuất sản phẩm, nó chỉ là nơi phân phối thôi. Cách thứ hai là họ bán hàng trực tiếp, ví dụ mình mua bảo hiểm, mua vé máy bay chẳng hạn, thường thường là trực tiếp, tức là qua một trung gian và nó bán cho người muốn tiêu thụ. Cách thứ ba là cách làm của Nu Skin, tức là nó gọi là hình thức phân phối qua mạng. Mạng tức là mạng lưới, tức là mình giới thiệu và người ta biết rằng là cái hình thức mà giới thiệu người với người nó là hình thức quan trọng nhất, tức là truyền miệng. Ví dụ như là Katrina nào là từ tới đây hỏi nhà hàng nào ngon thì anh làm gì, anh giới thiệu nhà hàng nào ngon đúng không, hoặc là đồ nào rẻ vân vân, anh vẫn giới thiệu thường xuyên. Và cái mọi người không có ý thức là đây là việc làm mình làm thường xuyên mỗi ngày mà mình không có để ý, chỉ có cái là mình không được trả tiền thôi. Thì đối với công ty Nu Skin á, công ty Nu Skin không có cửa hàng bán hàng, thế nên nó không phải trả tiền mặt bằng, không cần mướn nhân viên bán hàng và không quảng cáo bất cứ nơi nào. Thế nên là thay vì nó trả những khoản chi phí này, nó lấy cái tiền đó nó trả cho mình là những người giới thiệu, nhưng mà nó không phải trả cho một người, nó sẽ trả, nó chia ra, nó trả cho nhiều người. Tức là sao, bây giờ ví dụ như là Katrina nào từ có xài kem đánh răng không? Yes. Không, kem đánh răng rồi là xà bông tắm, sữa rửa mặt, rồi là lotion, rồi áo hai đêm, đủ thứ mình xài trong gia đình bây giờ. Và mình mua ở đâu, mình đã chờ mình mua đúng không? Thì thay vì bây giờ mình đã chờ mua đó, mình sẽ mua từ công ty Nu Skin. Ok, dĩ nhiên là hàng của những công ty này là hàng rất là tốt, đúng không? Thành ra nó mới dám bảo đảm chất lượng chứ. Nhưng mà bây giờ công ty nó có quyền lợi như vậy này, là nếu mà Katrina xài tốt thì mình có quyền lợi gì? Mình có quyền giới thiệu cho người khác. Nếu là giả sử như đây là Katrina ha, Katrina xài hàng của công ty này mà tốt thì mình vẫn làm những việc hồi xưa cho mình làm, nhưng mà bây giờ mình sẽ giới thiệu cho người này, đúng không? Người nào muốn mua hàng thì sao, họ cần phải có một cái account thì do mình giới thiệu, thành ra là người này sẽ mở một cái account miễn phí và họ sẽ mua hàng từ công ty và công ty sẽ gửi hàng về cho họ. Họ không có mua từ Katrina, đúng không? Và hai người này đều trả giá giống nhau. Đây là cái sự hiểu lầm nhiều người không biết này. Thì người này á, nếu mà họ muốn kinh doanh như mình á, thì họ sao, họ có quyền giới thiệu cho người khác. Và khi họ giới thiệu cho người khác thì người này vì họ giới thiệu họ vẫn được tiền hay không? Nhưng mà người này muốn mua thì sao? Qua cái sự giới thiệu của người này sẽ mở một cái account và người này cũng sẽ mua hàng trực tiếp từ công ty và công ty cũng sẽ gửi hàng về cho người này. Và người này xài rồi, họ có hai chọn lựa, một là họ cứ xài hàng hoặc là họ có thể tiếp tục xài hàng và giới thiệu cho người khác. Nghĩa là giả sử những người này lại giới thiệu một người nữa, đúng không? Thì người này muốn mở account thì họ lại mở một cái account do cái sự giới thiệu của người này và người này cũng sẽ tiếp tục mua hàng từ công ty và công ty sẽ gửi hàng về cho người này. Và tất cả những người này họ sẽ mua hàng với giá giống nhau, giá wholesale giống nhau. Nhưng mà hồi nãy anh nói đó là tại vì công ty không cần phải trả tiền vận chuyển này, quảng cáo này, mặt bằng này, nhân viên này, thì nó lấy cái tiền đó nó chia đều, nó trả những người này, đúng không? Và ví dụ như người này có thể tiếp tục giới thiệu cho người này, và người này có thể tiếp tục giới thiệu cho người này. Dĩ nhiên là nó không phải là nó trả liên tục, công ty nó xin trả tối đa là 6 tầng. Nghĩa là bây giờ giả sử như là 5% thì 6 tầng mới có 30%. Công ty Nu Skin là công ty mà có mặt trên thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ, thì nó là sổ sách rất là rõ. Công ty trả ra khoảng 43%, cứ 100 đồng nó bán ra thì 43% nó trả tiền hoa hồng và những phần thưởng. Nhưng mà cái cách để mình kiếm tiền nhiều tiền là như vậy này. Bây giờ rõ ràng là trong gia đình mỗi người đã có nhu cầu này sẵn rồi, mình vẫn mua. Ví dụ như kem đánh răng hết thì mình làm gì? Okay. Mình mua thêm, đúng không? Thì bây giờ giả sử như là bây giờ một cái bài toán đơn giản thôi, giả sử như kem đánh răng, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, make up vân vân, trong gia đình của mình mỗi nhà có nhu cầu là 100 đồng. Bây giờ người này họ sẽ mua từ công ty Nu Skin và khi họ giới thiệu những người này, thay vì giới thiệu một người mình giới thiệu 5 người, 5 người này họ sẽ mua hàng từ công ty Nu Skin luôn. Và giả sử như 5 người này cũng có cái nhu cầu giống như mình, tức là mỗi người xài 100 đồng và họ cũng giới thiệu cho mỗi người 5 người, thì chúng ta sẽ có 25 người. Và 25 người này sau khi xài thấy sản phẩm tốt, không tốt thì không giới thiệu, đúng không? Nhưng mà tốt là tại vì công ty có mặt trên thị trường 30 năm rồi, không tốt đâu có tồn tại lâu vậy.
Thì 25 người này họ làm gì? Họ giới thiệu 5 người nữa. Mỗi người 5 người là 125. 125 người cứ tiếp tục làm như vậy, mỗi người giới thiệu 5 người là 625. Và 625 người này mỗi người giới thiệu 5 người là 3625. Đúng không ạ? Mình cộng 3625, 600 cộng lại chúng ta có khoảng, sau 5 lần giới thiệu chúng ta có khoảng 4.000 người. Bây giờ nếu cái nhu cầu của mỗi gia đình đó là 4.000 người này, mỗi người có cái nhu cầu là 100 đồng đó là 400.000 đúng không? Nếu công ty New Sinh nó trả cho mình 5% thì 400.000 mà nhân 5% là 20.000 đồng, đúng không? 20.000 đồng đó là cách mình có thể kiếm nhiều tiền. Và cái điều hay của cái này là như vậy này, là nếu mà người này tháng sau hết kem đánh răng, hết lotion, hết xà bông tắm thì họ làm gì? Họ lại mua vào người này, họ cũng mua người nào cũng mua hết đúng không? Thì mỗi tháng nếu mà tất cả những người này họ tiếp tục họ xài sản phẩm thì mình lại có 20.000 đồng. Và cứ tiếp tục như vậy. Và bây giờ thay vì chỉ mới giới thiệu 5 người mà giới thiệu 10 người thì sao? Thì nó nhiều hơn rất là nhiều, đúng không? Rất là nhiều. Nên là đây là thực sự là cái cách kiếm tiền từ New Skin này, không phải là mình bưng sản phẩm mình bán vòng vòng, nhưng mà mình sử dụng những cái sản phẩm mình đã và đang sử dụng rồi. Và khi mình thấy tốt thì mình sẽ giới thiệu cho người khác, không tốt đừng giới thiệu cho ai cả, đúng không? Nhưng mà công ty nó tồn tại được 30 năm và với những cái công nghệ mới như vậy thì sản phẩm rất tốt và có kết quả, và kết quả được bảo đảm, không có gì mất cả. Nên là muốn kiếm nhiều tiền đó không phải là mình giỏi đi bán hàng, muốn kiếm nhiều tiền là giới thiệu cho nhiều người, nhưng không phải là mình giới thiệu cho 100 người, mình giới thiệu cho 5 người, 10 người, 15 người và những người đó họ tiếp tục còn làm như vậy. Và đó là lý do tại sao người ta gọi đây là kinh doanh mạng lưới, tức là mình kết nối với nhiều người và từ đó nó tạo ra một cái nhu cầu người ta gọi là nhiều người, mỗi người sử dụng một chút. Ok, đó là cách mình kiếm tiền. Ok, thank you, man. All right.